Mấy cô biết á, bản thân những đức á, lúc còn nhỏ thiếu thốn, còn nhỏ thiếu thốn mọi mặt, từ tình cảm cũng thiếu thốn. 6 tuổi mất mẹ, nên mỗi lần mà thấy mẹ người ta mua đồ, mua bánh kẹo cho người ta mà đi chợ về là tự nhiên mình lủi thủi mình đi. Thiếu thốn tình mẹ lúc còn nhỏ. Thêm cái nữa gì? Nhà nghèo. Nhà nghèo quá. Nhớ biết có một lần, cái năm đó ăn Tết, mà ba Nhuận Đức, ông đi đến cái nhà hàng xóm, ông mượn 300 ngàn. Mà nhớ rõ ràng là nhà chú Ba Đinh, ông mượn 300 ngàn để ăn Tết. Đem 300 ngàn về, mua cái này cái kia, với mua thêm ký mấy hay ký thèo lèo. Mà dưới quê Nhuận Đức ưa kêu thèo lèo cứ chó, nó cứng ngắt, cứng dữ lắm. Rồi từ khi còn nhỏ mình lam lũ, mình cực vô cùng. Có khi bằng đêm các con Nhuận Đức đi kiếm ăn á, là đi giăng câu, giăng lưới, đi lủi thủi trong đồng. Có khi cũng sợ ma, chứ tối hù mà không sợ sao được, nít mà. Có khi Nhuận Đức lội nước á, các con lội ngang cần cổ vậy nè. Rồi có những cái hầm mình lội ngang mình đâu biết, nó sụp xuống cái lúc người mình xuống vậy. Tự nhiên mình sợ quá trời sợ luôn. Nhưng mà sao giờ? Bây giờ cuộc sống mà, bây giờ sao bây giờ? Rồi có khi lủi thủi trong đồng bằng đêm đi, lủi thủi đi giăng câu giăng lưới. Nên bản thân những đứa còn nhỏ nè, các con biết rằng là chưa có bao giờ mà những đứa biết được cái việc mà Trung Thu. Còn nhỏ chưa từng biết ăn được cái bánh Trung Thu là gì. Thèm nhiều thứ lắm, thèm dữ lắm luôn. Nhưng mà quá nghèo, nhà quá nghèo. Thêm cái nữa, gia đình, cha mẹ không được hạnh phúc gì mấy. Ba mỗi lần nhậu vô là ổng khó tính, không được hạnh phúc gì mấy. Thêm cái nữa, trong gia đình có người chị lúc còn nhỏ mới sinh ra, bà mụ có móng tay dài, bà quẹt lên cái đầu sao nó làm độc. Nó cái đầu nó có một đường cỡ gang tay, nó chạm vào thần kinh, cái chị bị thần kinh. Nghèo khổ mà gia đình còn có người chị như vậy nè. Các con coi, khổ dữ lắm, thật sự quá khổ. Còn bản thân của mình có khi mà nhiều khi ở nít ở dưới quê lâu lâu á, mà người nó bị dơ, nó đóng hòm á, thì mẹ người ta mua dầu lửa cái lấy cái khăn lao cho con người ta. Mình đi ngang mình nhìn cái chỗ đó, mình tránh mặt liền. Nếu ai đã từng mắc mẹ, quý vị sẽ có một cái cảm nhận rất sâu sắc về cái chuyện tình mẫu tử, chắc chắn quý vị luôn. Nhưng mà con người đó sẽ trở thành một con người cực kỳ mạnh mẽ vì sao? Và có những khi họ thấy mẹ người ta lo cho người ta, họ sẽ cảm thấy bị tủi thân, và họ sẽ trốn tránh chỗ nào họ khóc. Và từ cái khóc đó của họ giúp cho họ trưởng thành, giúp cho họ phải đứng lên trưởng thành. Thì Nhuận Đức thấy mẹ người ta mua dầu lửa lấy cái khăn chùi lao cho con người ta, Nhuận Đức thấy người mình cũng như vậy, tự mình về kiếm khăn lấy dầu lửa tự lao mình, chứ ai lao giùm cho mình. Nên bản thân mình phải cố gắng. Nhuận Đức nhớ lúc còn nhỏ, có khi nhà nghèo, Tết mua được, may được đúng một bộ đồ mà lúc còn nhỏ là nít dưới quê, nghèo nghèo là ưa may đồ, cái bộ đồ gọi là bộ đồ Dirama. 2 túi hai bên, ở trên có cái túi nhỏ. Được một bộ đồ đó, các con biết Nhuận Đức chỉ có bận dịp Tết và đi đâu mới bận, còn Nhuận Đức sẽ cắt rất là kỹ. Tại mình nghèo, đúng không? Nhớ nghèo. Nhuận Đức là người rất thích ăn chuối. Nhuận Đức gặp chuối là Nhuận Đức rất là thích. Mỗi lần mà lâu lâu nhà mua được một cái nải chuối để cho bàn thờ ông bà, là Nhuận Đức ra một trái vô một trái. Nhang chưa xuống được nửa cây nhang là còn cái cùi chuối. Thèm đến mức vậy đó các con. Còn lúc còn nhỏ mà thấy người ta Trung Thu, mà con người ta cầm đèn Trung Thu, Nhuận Đức rất là khao khát, không bao giờ có. Nít dưới quê thì thường có, nếu mà cha mẹ mà biết làm thì lấy tre giót làm cái đèn Trung Thu cho con. Nhưng mà nếu mà gặp người cha mẹ mà không để ý thì chỗ đó quá nghèo thì mình cũng không có luôn. Hiểu chưa? Nên nói tóm lại là Nhuận Đức rất thiếu thốn khi còn nhỏ, vì mọi mặt luôn. Và thêm cái Nhuận Đức sinh ra đời, Nhuận Đức lại là xấu nữa. Lúc còn nhỏ rất là xấu, hô ốm nhơm ốm nhách, đen thui.
rất là xấu. Rồi thêm học dở, học cực kỳ dở luôn. Chỉ có đúng một cái là thật sự là những đứa không bao giờ chịu học. Những đứa không bao giờ chịu học. Những đứa mà đi học là trong cái cặp của những đứa là có một cái bọc đạn bóng mà có sắp hình mà chẽm dép chơi con nít á, là những đứa để trong cặp những đứa làm gì không đó. Đi đến trường học cái là những đứa đều trốn ở giường dừa để mà chơi để chẽm lon này kia được không. Những đứa muốn nói tất cả những sự việc này cho các con nghe để thấy rằng tại sao những đứa lại thương trẻ em. Tại vì chính bản thân mình còn nhỏ thiếu thốn, nên mình bây giờ gặp trẻ em mình thương trẻ em vì muốn cho các cháu có phước hơn mình sau này, và muốn cho các con là cuộc đời của con tuổi nhỏ có được cái gì đó của tuổi nhỏ, mà các con được đi đến chùa này, nào là trung thu, nào là những chương trình này chương trình kia, rồi được học tập, rồi mỗi tháng các con được sinh hoạt, như đúng là tháng này tuần này sinh hoạt nè, mà chúng ta sẽ đổi lại tuần sau vì tuần này những đứa quá bận làm không được, nên tuần sau thứ bảy chúng ta sinh hoạt đại chung đó. Nên các con coi trung thu chùa mình tổ chức cho các con rất là vui, mà mỗi lần mà tổ chức trung thu cho các con là các con biết những đứa đứng đâu không? Bất cứ một lần nào tổ chức trung thu, những đứa cũng đều đứng ngay cái chỗ chánh điện trên, ngay cái cột chánh điện trên, những đứa đều quan sát nhìn các cháu vui mà trong lòng mình rất là vui. Những đứa không có xuống chơi chung nhưng mà những đứa luôn luôn quan sát nhìn các con chơi rất là vui. Đây là thật sự khi mình học Phật mình có một cái tâm thật sự luôn đó. Thấy con nít mình rất là thương. Tại như đức nghĩ con nít là những mầm non cho đất nước về sau. Nếu như đất nước chúng ta mà con nít được dạy dỗ đàng hoàng thì đất nước chúng ta nhất định cường thịnh là chắc chắn luôn. Nếu như con nít, đất nước chúng ta mà con nít đều hư hết thì thua. Khó thế nào có nhân tài xuất hiện. Nên từ nơi đó mà các con coi qua cái việc những đức chia sẻ, cuộc đời những đức không được một cái gì đặc biệt, nhưng mà từ khi những đức học Phật lại thay đổi cuộc đời. Lạ kỳ như vậy. Thì những đức rất là mừng cho các con còn nhỏ, các con đã gặp học Pháp rồi. Các con đã được dạy rồi, được ở trong cái giáo pháp của Phật rồi. Các con có phước ghê không? Những đức năm 29 tuổi mới gặp học Pháp. 29 tuổi mới gặp học Pháp. Từ nơi đó, từ Phật Pháp dạy, những đức đã điều chỉnh cái phước duyên của bản thân mình lại luôn. Nên khi những đức mà khi ngồi chung với các cô trong chùa, những đức nói rằng cuộc đời con người mình nó phải có duyên và phải có phước và phải có đức thì mình sẽ sống rất là hạnh phúc, rất là vui. Thật sự mà nói nghe, trong cuộc đời chúng ta khó thế nào nói ra một cái câu nói rằng chúng ta chỉ cần thương yêu nhau, quý nhau là có hạnh phúc được. Chưa chắc. Nếu chỉ có thương nhau và quý nhau mà không có phước thì làm sao hạnh phúc? Không có phước làm sao hạnh phúc? Công nhận không? Bây giờ những đức nói thí dụ như bây giờ anh Viễn, chị Chi, hai người dù có thương nhau cỡ nào nhưng nếu anh Viễn không có tạo dựng được sự nghiệp, không có tiền, anh làm sao anh trang trải cho gia đình anh được hạnh phúc? Chỉ nói cái câu suông là một mái nhà tranh hai quả tim vàng, khó thế nào cái tim vàng này được lắm. Anh khó thế nào đem trái tim này ra đổi tiền được lắm. Anh chỉ có cái tình thương bằng cái miệng. Anh không thể nào lo cho vợ cho con được, làm sao hạnh phúc đấy. Nên mình đang dạy cháu là đang dạy có phước có duyên. Như bản thân những đức bây giờ lo cho đại chúng được vui là cái gì? Là những đức nói được vui vẻ, những đức có điều kiện lo cho đại chúng. Các con đi đến đây những đức có tiền nên những đức muốn mua bánh mì cho các con được. Con nghĩ đi, bây giờ những đức không có tiền làm sao những đức mua bánh mì cho các con đây? Rồi làm sao những đức nói những đức thương các con? Ngày nào tuần nào các con đến những đức cũng đều nói thương hết, mà những đức không có một cái gì để tỏ cái thái độ tình thương mình dành cho người ta làm sao? Mình nói mình làm con, ba mẹ ơi, con rất là muốn hiếu với ba mẹ nhưng con rất là nghèo, con không có một cái gì để lo cho cha mẹ. Câu nói này nếu như mình cứ nói hoài luôn, viết nó thành nhàm, thành nhàm. Mình nghèo mình cũng phải có một cái gì nho nhỏ để đến có một cái tấm lòng. Giống như mình đi đến đâu đến nhà người ta là có một món quà, có một món quà là cái khởi đầu của câu chuyện để nói. Còn người ta đi đến nơi mình phải có một ly nước,
Đó là một bắt nguồn của cái buổi nói chuyện khi gặp nhau. Cũng như bây giờ những đứa khởi đầu nói chuyện là những con heo mua cho các con, những cái cảm xúc cảm động khi mình đi mua mà nghĩ cho các cháu. Rồi khi những đứa bước lên đây nói chuyện là nó có một cái cảm nhận để phát sinh ra những tư tưởng để mà chia sẻ cho các con và cho cha mẹ ông bà các con nghe và nhìn nhận được, và tự nhiên thấy cảm động khi thấy ông thầy thương các con cháu mình. Thấy chưa? Nó phải có rất nhiều yếu tố này chứ không giỡn đâu. Nên cái hành đạo và làm thầy giáo, cô giáo, nếu như mình không có một điều kiện gì thì mình rất khó giúp được cho các cháu. Nếu như làm thầy giáo, cô giáo đặc biệt để cho các cháu một tư tưởng luôn, là cỡ nào thì cỡ, nhưng lâu lâu dạy học các cháu, dù là mình lãnh lương, nhưng lâu lâu mời các cháu về nhà mình nấu nồi chè, không bao nhiêu tiền đâu, nấu cái gì cho các cháu ăn, mời các cháu về cho các cháu ăn. Khi các cháu ăn ngon thì các cháu thương mình, các cháu đã thương mình thì mình dạy các cháu, các cháu nghe, đúng không? Đó, nếu quá nghèo thì chịu thua, bó tay, không làm được gì cả. Nên Như Đức nói các cô mình, Như Đức nói rằng các cô à, chúng ta sống hiện tại mình rất hạnh phúc, mọi mặt mình rất ổn định. Từ mình đi tu mình có điều kiện về chùa chiền ổn định, có chỗ ở đàng hoàng, và chúng ta có đồ đạc bạn đầy đủ, chúng ta có cơm ăn áo bạn, thấy không? Chúng ta có niềm vui, chúng ta có phương tiện, chúng ta không cần phải nặng nề quá. Đây là một cái nhân duyên tuyệt vời mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này chúng ta có thể quý nhau nhưng không có một điều kiện gì, tiền bạc gì hết, như vậy thì chúng ta khó thể nào có thể tồn tại trong cái cuộc đời này lắm. Thật sự mà nói, trong khi Đức Phật còn tại thế thì dù là Đức Phật không giữ tiền nhưng toàn bộ phải có người hộ trì cho Đức Phật. Đức Phật cần cái gì là phải có người lo cho Đức Phật, điều là người ta phải lo hết cái việc mà Đức Phật đang cần. Còn bây giờ thì không có người lo cái này cho mình, thì bản thân của mình phải có phước duyên để khi cần làm cái gì mình phải có gói đầu thì mới có về sau. Rõ ràng. Thí dụ như bây giờ hòa thượng muốn xây chùa, nếu trong túi không có con cắt thì sao dám đào móng? Nếu Nhân Đức không có con cắt bạc nào chứ sao Nhân Đức nói hòa thượng đập nhà xây hòa thượng? Nhân Đức nói ra câu gì thì hòa thượng nói thằng này có tiền, nó mạnh dạn quá mà, thấy chưa? Nó thí dụ như bây giờ hồi sáng qua bển hòa thượng nói tôi kêu người ta cúng giường được 350 cái giường rồi, với 350 cái tủ rồi, hai món đó là 500 triệu, nhưng còn một dãy nhà nữa chưa ai cúng, ông đảm nhận được không? Nhân Đức nói thôi được hòa thượng, để đó cho con. Nó được không mà nói nhanh dữ vậy, thấy chưa? Nhân Đức nói dạ con cố gắng từ đây tới qua với Quan Âm thì có gì con gửi cho hòa thượng để hòa thượng đặt cái đó để lo cho người ta, thấy không? Nó nghĩa là mình có cái nghĩ như vậy là mình đã có một phần nào nho nhỏ mình mới dám. Nếu trong túi không có một cắt nào chứ sao dám? Và trong cuộc đời này nếu các con không có phước duyên, các con làm ăn với ai? Các con có phước duyên làm ăn với ai? Các con không có tiền, các con phải có năng lực, năng lực để các con đặt cược trên bàn này. Còn nếu không có tiền mà không có năng lực luôn, ai trọng các con? Nghèo nhưng phải có chữ tín, phải có một giá trị để lập nghiệp, vậy thì thành công. Nếu như bây giờ các con đã nghèo rồi mà các con cũng không có năng lực luôn, mà các con cũng không có tiền bạc gì hết, vậy ai dùng các con đây? Không thể nào dùng các con được, muốn giúp giúp cũng không được. Thí dụ như giờ bạn bè quý thương mình một hai lần, nhưng nếu như mà người đó không nỗ lực lên thì không thể nào người ta giúp mình hoài được. Hãy nhớ cái câu này. Ví dụ như hàng Phật tử người ta rất ủng hộ Nhân Đức, nhưng mà người ta ủng hộ cái gì là thành công cái nấy á, nên người ta thích ủng hộ Nhân Đức. Vì người ta giúp Nhân Đức thành công, người ta sẽ mong khi người ta chung tay với người này là thành công. Con người này là người có bản lãnh, người ta sẽ ủng hộ cái này thành công. Đó là cái ai đầu tư cũng phải nhìn cái vị trí đầu tư phù hợp. Cái này là chắc chắn 100%, không có trách người ta được. Nên từ nơi đó mà tự nhiên mình trong lòng của mình nói rằng là cuộc đời mình đã quá khổ lúc còn nhỏ, thì bây giờ từ bây giờ cho hết cuộc đời mình mong làm sao người nào ở bên cạnh mình là người đó luôn luôn có phước và người đó luôn luôn đầy đủ, họ được sống vui, họ sống có ý nghĩa,
và họ luôn luôn có nụ cười. Nào, có nụ cười. Nên những đức thấy rằng là giữa hàng Phật tử và những đức, và giữa người trong chùa cùng với những đức thấy rằng là chúng ta đến với nhau rất là vui. Rất là vui luôn, và chúng ta cảm thấy cái sự bình an lắm. Trong đây những đức có người bạn thân từ nhỏ tới lớn luôn. Những đức thấy nhờ những đức đi tu á, mà giữa những đức với bạn những đức gặp nhau, và bây giờ gặp nhau không có uống rượu là mừng quá trời luôn rồi. Bây giờ bạn bè gặp nhau có khi ngồi như cách nay 2-3 ngày trước, hai người bạn ngồi nhau ở ngoài cái gốc cây sala. Hai người bạn ngồi nói chuyện, thấy tình bạn rồi nó không có ăn nhậu gì hết, mà nó có những tư tưởng của tình bạn rất đặc biệt. Tuy bạn là cư sĩ có gia đình, những đức là người đi xuất gia tu, nhưng mà tình bạn với là tình bạn khi ngồi nói chuyện với nhau rất là vui. Có nghĩa là nhờ đi tu mà nó còn cái tình bạn tuyệt vời vậy đó. Chứ nếu như mà những đức cũng đi có gia đình, bạn khổ mình cũng khổ, ai cũng nghèo khổ hết trơn, lo cắm đầu cắm cổ, lo kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, chứ còn cái gì nữa đâu. Không có thể nào mà thế nào mà gọi là đến với nhau đặc biệt được. Nên những đức nói 100% với các con rằng tình bạn tình thương, nhưng cần phải có tiền. Phải xác thực, tình bạn tình thương nhưng cần phải có tiền. Nên người ta đặt đồng tiền quá cao. Tiền có tất cả, tiền là tiên là Phật, hiểu chưa? Người ta đặt cao vậy đó. Nhưng nếu người ta đặt vai trò như vậy mà người ta không nhìn nhận được cái giá trị đồng tiền, nó phải cần tình cảm. Các con nhớ nè, con người các con phải đặt tình cảm 70%, tiền chỉ có 30% thôi, thì các con thành công, chắc chắn thành công. Vì tình cảm tình người gây dựng được tiền. Tình cảm tình người gây dựng được tiền. Và dùng tiền để gây dựng tình cảm tình người. Gây dựng tình cảm tình người sẽ có tiền. Có tiền gây dựng tình cảm tình người. Cả đời mà làm như vậy thì đặc biệt phước người này cực kỳ lớn. Phước rất là lớn luôn. Cái người mà hết phước là ngay cái người gì? Cái người hết phước là ngay cái người là khi họ có tiền, họ chỉ biết bo bo đồng tiền, họ đặt vấn đề tiền là tất cả, họ không có tình cảm tình người, thì người này tiêu, người này xong đời. Đó, bây giờ chúng ta nghe hết rồi đó. Rất rõ ràng về tư tưởng của một đời người. Nên tình cảm tình người 70%. Phải sống như vậy đó. Dù nghèo nhưng tình cảm tình người phải 70%. Tiền chỉ có 30% thôi. Còn nếu như nói câu tình cảm tình người là được rồi, không cần tiền, ăn cái gì? Ăn cái gì mà còn tình cảm tình người? Bây giờ thí dụ chúng ta đến với nhau nè, bây giờ chúng ta không có cái gì ăn, có 2 ngày sau chúng ta chết queo rồi. Bây giờ chúng ta còn bên nhau được không? Muốn làm được việc gì làm được không? Không. Nên phải cần có tiền, có vật chất để nuôi thân đàng hoàng rồi mới làm được việc trong cuộc đời này. Nó có thực mới vực được đạo. Giống như một vị tướng ra trận mà không có lương thực, lính tên nào tên nấy, địch nó vô nó chém chẹt xẹt 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 chết queo hết trơn. Còn lính mình mà được ăn uống đầy đủ thì thằng nào nấy đứng, địch ta gặp ta cũng giỏi, đúng chưa? Đó. Bây giờ quý vị nhìn cái đội ngũ của những đức đi, quý vị thấy toàn là tướng quân rồi binh chiến không. Bây giờ các cô mình bây giờ bận áo phát mà đứng lên một hàng để mấy vị thấy tướng đu đu không à, đúng không? Đó, thấy chưa? À, bây giờ quý vị coi, người ta nuôi đầy đủ, vừa thân vừa tâm, thấy chưa? Tâm trạng được vui, thân thể ăn uống đầy đủ, à, rồi có cử động làm việc tốt, việc thiện. Có nghĩa là cho người ta cuộc sống mà còn dạy nó tu phước duyên. Nếu như trong gia đình mà làm như vậy thì tuyệt, tuyệt vời quá. Đúng là một gia đình hạnh phúc quá đặc sắc. Chúng ta bây giờ nói rõ ra là gia đình chúng ta hiện tại đang ngồi đây nghe, đây là một gia đình hạnh phúc. Đó. Chúng ta đang ngồi đây là một gia đình hạnh phúc nè. Tất cả các con đang hạnh phúc được ngồi đây nè. Giây phút này các con được hạnh phúc đó. Đó. Và các con được nghe tư tưởng rõ ràng rồi. Nghe được tư tưởng rõ ràng, cháu nào mà có góc độ thì sẽ nhận thức liền.
Giống như một cơn mưa đi tì, mỗi người hứng được chút nào hưng. Hãy kiên nhẫn lâu dài. Hôm nay á, hình như là có 10 người sinh nhật, 10 luôn á, mà thấy 11 luôn, mà hôm nay thấy đông nha. Bữa đầu tiên mà đông, heo đồ quá trời, có chừng rớt cái bể cái rầm. Bữa đó cho heo á, bữa đó cho heo mà có con bé nó làm bể nó khóc, trời ơi nó khóc, tội nghiệp gì đâu. Nên những đứa mua lúc nào cũng mua dư, để lỡ có làm rớt bể mình đưa liền con heo khác, hiểu không? Nó tội nghiệp các cháu. Nó nên những đứa thương mấy bé nhỏ vậy, nên nhiều đứa nó gặp những đứa nó chạy lại à. Nên tự nhiên mình lòng mình cũng thấy ấm áp vô cùng. Nhiều đứa nít, có một đứa bé nhỏ nghe quý vị, nó đi đến chùa mình lúc đó còn nhỏ đó, là đứa bé này nó bị bệnh gì phải không? Nó bị bệnh là người nó bị thôi thúi. Đẹp trai lắm, dễ thương lắm. Đi đến chùa mình một phát, tự nhiên hết dân luôn, người hết hôi thối luôn. Đó. Đẹp trai dễ thương đó. Mà bé này ngộ là gặp người xuất gia. Cháu gặp người xuất gia là chú cháu kêu nè: thầy đi ngủ đi thầy, thầy đi tụng kinh đi, thầy đi niệm Phật đi, thầy đi ngủ đi. Vì sao biết không? Bà nói là cháu sợ người xuất gia, nên cháu gặp người xuất gia là cháu kêu thầy đi ngủ đi, thầy đi tụng kinh niệm Phật đi. Ngộ ghê. Vậy đó nghe, mà nãy Nhân Đức nghe, lỡ Nhân Đức lần đầu tiên á, Nhân Đức nói con đẹp trai lắm nè, con dễ thương nghe, con dễ thương nhất đó nghe. Xong là những đứa kêu niệm Phật coi, A Di Đà Phật. Bà nói à, cháu thích thầy. Nó thích thầy, chứ không có kêu thầy đi ngủ. Không có kêu những đứa đi ngủ. Mà bà nói là nó gặp mấy thầy khác là nó kêu thầy đi ngủ đi, thầy đi tụng kinh đi, thầy đi niệm Phật đi. Nó ngộ ghê á. Mà nó gặp những đứa, nó nhìn những đứa hoài vậy đó, đưa vòng đeo vòng. Nó không có kêu những đứa đi ngủ, nó vậy là được rồi. Vậy là thấy được rồi đó. Mà ngộ lắm nghe, nhà Đức rất là có duyên với nít, lạ kỳ lắm nghe quý vị. Rất lạ kỳ luôn. Có một đứa bé nó ăn cơm ngậm hoài, ngậm suốt luôn. Mẹ nó nói con la con quýnh con làm đủ cách mà nó vẫn ngậm cái miệng lại luôn. Có khi con tức thầy ơi, tội nó ngậm cái miệng hoài, con đút hoài mà nó ngậm cái miệng, nó không ăn không nuốt. Con tán vô mặt bóp 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 mà nó vẫn ngậm cái miệng luôn. Có lần con quýnh nó mà miệng nó chảy máu luôn, nó vẫn ngậm miệng luôn, nó không mở miệng ra luôn. Cô ẩm đến cô gặp những đứa, cô nói nè thầy, bé này hư lắm nè thầy, hư lắm nè thầy. Bả vừa nói xong nó nhìn bả vậy nè, ghê không? Nhỏ xíu nó nhìn bả vậy mình biết à. Đúng, không phải đơn giản con nít nó biết. Những đứa nói một câu khác hoàn toàn: ủa cháu đâu có hư đâu, cháu rất là dễ thương, cháu không có hư đâu nghe. Con có dễ thương, con có hư nè, con dễ thương lắm nè. Xong nhà Đức đang đeo cái máy niệm Phật, nhà Đức nói nè con, nhà Đức tặng quà cho con nghe, tặng cái máy niệm Phật con quà này nghe. Nó nhìn nhà Đức lơm lơm quý vị. Và xong nhà Đức nói một câu nè: từ hôm nay con ăn con không được ngậm nữa, con nhớ nghe. Con dễ thương, con ngậm là không dễ thương, con ăn nhai nuốt đàng hoàng mới dễ thương, nghe không? Nói một câu một, từ đó về sau cháu ăn nhai nuốt đàng hoàng không ngậm. Một câu một luôn, lạ không? Nên những đức muốn khuyên cha mẹ các cháu nghe, đừng có hoàn toàn la các cháu bằng cách là cháu hư hoàn toàn, không có một cái gì tốt hết. Nếu quý vị nói như vậy thì cháu hư luôn rồi, cháu sẽ rất buồn, vì tại sao cái gì mình cũng hư, hiểu chưa? Nó nên quý vị nên để ý lại chỗ này nghe. Nên tại sao các cháu vô chùa mà nó quý như đức, là vì như đức thương nó, thấy không? Thương rồi nấu ăn cho ăn, rồi mỗi tháng nấu ăn cho ăn, rồi thương rồi lo rồi nghỉ, rồi tới trung thu, rồi đèn trung thu, đồ chơi đồ vui quá trời, thấy chưa? Đó, phải thương cái cháu vậy đó. Bây giờ những đức đọc tên á, những người sinh nhật nè, các con nhớ nè nghe, cái câu này nhớ đời nè: sinh nhật là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, không phải đòi quà. Dù sau này cha mẹ chết đi, nhưng luôn luôn mỗi năm sinh nhật của mình làm nên làm một việc thiện, niệm câu Phật hiệu, làm việc tốt phóng sanh,
để tưởng nhớ đến ngày mình được sinh ra đời mà mẹ mình rất khó khăn vất vả, đem cái công đức làm thiện hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đó là ngày sinh nhật, tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ thì đúng là sinh nhật hiểu biết. Nhớ nghe, một cháu nào ở đây nghe mà năm nay đi học mà mẹ cha nói câu nói rằng con gắng học lên đi, năm nay mẹ mua cho con chiếc xe điện, con gắng học đi mẹ mua cho con cái món quà, nếu các con vì món quà đó mà học cố gắng thì các con sai. Dù có học giỏi sau này cũng không thành đạt. Chưa báo ơn cho cha mẹ mà đã tính toán với cha mẹ, bỏ tiền cho mình học để sự nghiệp của mình có mà chưa gì hết. Mình đã tính toán với cha mẹ vì học giỏi mới được quà, thì các con về sau không bao giờ thành đạt. Các con phải nói câu nói này: mẹ ơi, mẹ cha cực quá, làm lụng cực khổ cho tiền con đi học, con chưa giúp mẹ cha cái gì hết, con chỉ có cố gắng cho cha mẹ vui thôi, chứ con không có dám đòi quà đó đâu. Cha mẹ mua cho con gì thì cho, chứ con không có gì cái lý do học cho con mà lại cha mẹ cực khổ còn phải mua quà cho con. Tất cả các cháu, các con nhớ, muốn thành đạt sự nghiệp về sau thì phải rất đủ duyên để kết hợp. Người có phước người mới thành đạt, người không có phước thì không thể nào thành đạt được. Các con nhớ. Vậy thì những đức hướng dẫn các con tu phước duyên từ việc nhỏ nhất thôi. Thí dụ như nhà mình dù là khá giả đó, nhưng mà mình cũng khéo giữ phước duyên của mình. Từ miếng ăn của mình cũng biết giữ phước nữa, chứ không phải là mình ăn phân nửa bỏ phân nửa. Mình nghĩ gia đình mình thừa quá, mình ăn cái bánh nửa cái còn nửa cái liền bỏ vậy nè, đó gọi là tổn phước, không giỡn đâu. Nó giống như một giọt nước, nó nhiễu từng giọt, nếu mà mình để nó nhiễu hoài là nó cạn cả hồ. Ví dụ như cái giọt nước nó nhiễu qua cái lu, nó nhiễu từng giọt vậy mà nó đầy lu. Cái lu là chỗ ý nói giữ phước, thì tự nhiên dù từng giọt nó cũng thành một lu nước. Còn cái hồ nước mà tùy tiện để cho nhiễu từng giọt mà không giải quyết liền thì cũng sẽ sạch hồ nước. Nhớ, đây là cái rất quan trọng. Nếu như cuộc đời các con mà có phước thì cuộc đời các con đi đến đâu các con cũng thành đạt hết chứ. Người mà đã có phước thì đi đến đâu cũng thành đạt hết. Cái nơ của người ta cho rằng nơ đó là khô cằn sỏi đá, mình đến thì nơ đó trở thành nơ màu mỡ tốt đẹp. Cái nơ người ta ở là cái nơ vắng vẻ không người, mình đến nơ đó là nơ trở thành nơ phồn hoa đô thị. Nó lạ vậy đó. Giống như có một thằng thanh niên ở Việt Nam chúng ta mà nó qua bên nước châu Phi, nó giúp người châu Phi mà bây giờ nó nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng luôn. Khi phước duyên nó lớn lên là tự nhiên cả hoa hậu cũng thích. Quảng cáo chương trình quá trời luôn, nổi tiếng quá mà. Thấy chưa? Là do cái tâm niệm thiện á, cái tâm niệm thiện á nó sanh phước báo. Cái tâm niệm mà mình nghĩ lợi ích cho người ta nó sanh phước báo lớn. Và khi nó sanh phước báo lớn rồi thì tự nhiên sự nghiệp cuộc đời mình nó thành đạt. Thành đạt. Hồi nãy giờ những đức đi ra ngoài kia với một số các cô ông chùa đi lựa mấy con heo. Những đức nghĩ rằng từ hôm nay mỗi lần sinh nhật các con, những đức tặng cho một con heo và thêm cái máy niệm Phật. Bắt đầu từ bữa nay là bữa đầu tiên nè. Ý nghĩa, nghĩa là con heo này các con có thể bỏ ống, có thể dành dụm chút để mà gỡ cho mẹ cha các con. Nghĩa là cái tâm đó là sanh phước đó, chứ không giỡn đâu nghe. Tuy là 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, nhưng nó là một cái tấm lòng của người con dành cho cha mẹ của mình. Dù là nhà mình khá giả nhưng các con cũng phải biết tích phước, người đó về sau mới gánh vác được sự nghiệp của gia đình.
nhớ nghe. Còn nếu như một con người nhà giàu mà không biết tích phước thì cái sự hưởng của các con nó chưa có được bao lâu, có khi lớn lên chút là gia đình sạt nghiệp, mình khổ. Có những cái gia đình mà con rất giàu lúc còn nhỏ hưởng thụ lắm, vậy mà khi lớn lên đi làm công cho người ta cực kỳ khổ luôn. Mà mấy đứa đó mới là mấy đứa khổ, thật sự là khổ. Vì sao? Vì nó chưa được nếm cái mùi khổ. Mà khi nó đi đến cái khổ thì nó cực kỳ khổ. Nên con mình dù giàu nhưng con mình phải tập cho con mình ít gì nó cũng phải nếm mùi, hương vị của cái khó một chút. Để sau này khi con mình gặp việc khó, nó không đến nỗi hụt hẳn, vì nó đã từng trải qua cái khó. Đây là cái quan trọng lắm. Nên như Đức tặng cho các con heo là dạy cho các con là con người phải biết tích phước. Từ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 mà lại biết tích phước. Từng chút để mà tích cái phước. Đừng có nói là người nhỏ, cả người lớn phải gầy dựng lại hết. Nếu như thấy mạng mình không có phước, làm ăn hoài mà không được cái gì thì phải tích phước lại liền. Phải tu phước duyên liền, không nói dòng do nha. Chính cuộc đời nhận đức là thay đổi được số mệnh nè. Rồi từ khi gặp Phật Pháp nè, thay đổi số mệnh luôn. Thầy Lão Hòa Thượng Tịnh Không này có nói là tôi học Phật thay đổi số mệnh nè. Người thầy mà nhận đức đến học đầu tiên cũng là ông nói cái câu y rang luôn. Tôi, chính tôi học Phật cũng thay đổi số mệnh nè. Vậy thì bây giờ nhận đức đem những tư tưởng này chia sẻ cho các con để các con cũng sẽ thay đổi số mệnh. Thay đổi số mệnh. Khi con người mà biết tu duyên, tu phước thì con người này thành đạt rất là lớn. Nếu như con người có phước mà thiếu duyên cũng không được, mà có duyên thiếu phước cũng không được. Thí dụ như mình có duyên, ai gặp mình cũng thích, nhưng mà mình không có khả năng tạo ra sự nghiệp, mình không có điều kiện làm sao mà làm được đấy, thì không được. Mà mình có phước giàu, nhưng mà mình lại thiếu duyên là không ai tìm mình, không có đối tác, không có người thích mình, vậy thì cũng không thành công. Nên cái sự nghiệp của con người là từ duyên và phước, bắt tay vào làm chỗ này cho bằng được. Nên cuộc đời những đức đi tu, những đức rõ ràng đã gầy dựng được cái duyên đó. Bây giờ cũng nhiều người ta quý mến mình, cảm ơn người ta quý mến mình, ta quý mến mình nên mình có duyên với người ta. Rồi thêm là mình có phước thì tức khắc đem cái vật chất để gầy dựng một tư tưởng, và những con người quý mến mình đến với mình, mình với họ cùng cộng tác lại để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó gọi là tu duyên tu phước thù thắng nhất. Mình tu duyên tu phước được mà mình còn biết dạy người ta tu duyên tu phước thêm. Nên tất cả các cháu nhỏ đi đến chùa các con có phước lắm. Nhất là đi đến chùa mình lại các con có phước đặc biệt. Dạy từ khi còn nhỏ tu duyên tu phước đồ, giúp cho các con có phước đi thành đạt sự nghiệp về sau mà. Việc này quan trọng lắm. Nhiều người làm cha làm mẹ đâu có biết, nghĩ rằng nhà mình giàu vậy con mình không có nghèo đâu. Thì biết rằng là nó có phước, nó sanh vào nhà có phước. Nhưng mà cái phước nó hưởng được bao lâu mới là chỗ quan trọng nha. Bây giờ cái cách để dạy cho cháu giữ được phước. Thí dụ như một đứa bé còn nhỏ rất dễ thương. Quý vị đã nhìn thấy rõ có những đứa bé còn nhỏ rất đẹp, rất dễ thương. Quý vị gặp rất là thương nó. Nhưng không khéo quý vị sẽ hại đứa bé nhỏ này, lớn lên sẽ hết duyên, hết phước. Có những đứa bé có những đứa bé còn nhỏ nó rất là đẹp nhưng tại sao lớn lên rất xấu. Và có những đứa bé lúc còn nhỏ rất xấu mà lớn lên lại đẹp. Có không? Có mà. Vậy thì cái nguyên lý của lúc còn nhỏ mà đẹp mà tại sao lớn lên xấu? Vì nó quá dễ thương nên ai cũng thương, ai cũng muốn đội nó trên đầu. Và nó sanh tâm kiêu ngạo. Quý vị đừng có nói cái đứa bé nhỏ 2-3 tuổi mà không sanh tâm kiêu ngạo nghe. Nó đều hiểu hết. Người xưa nói rằng 3 tuổi biết 80 mà. Từ 3 tuổi nghe đạo, hiểu được tới khi 80. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Biết hết. Khi quý vị quá thương, quá chiều chuộng thì đứa bé này sanh tâm kiêu ngạo. Và tự trong tâm cháu chưa có khả năng cháu diễn đạt được lời nói kiêu ngạo. Nhưng trong ý niệm cháu kiêu ngạo. Ta được nhiều người thương, ta được nhiều người quý mến, ta hơn mọi người, người lớn cũng phải sợ ta. Ta chỉ cần khóc lên
ta chỉ cần dậm chân thì mỗi người ai cũng phải năn nỉ, ai cũng phải đem bánh đem quà đến đưa cho ta. Quý vị coi có cháu nhỏ nào có tâm đó không? Có mà. Nó sẽ dùng rất nhiều cách đến với người lớn. Thí dụ như nó không làm được cách đó với cha thì nó làm cách đó với mẹ. Nó không dùng cách đó đối với mẹ thì nó dùng cách đó với cha. Đứa bé rất khôn, khi hà hiếp mẹ được thì hà hiếp mẹ. Hà hiếp mẹ không được thì hà hiếp cha. Hà hiếp cha mẹ không được thì hà hiếp ông bà. Nó phải tìm ra đối tượng để nó hà hiếp cho bằng được. Nhớ, tìm ra đối tượng để hà hiếp. Bằng cách nào? Đó là cháu làm cho người đó phải kích động đối với cháu. Người đó phải làm sao la người kia. Cháu nghĩ cháu nhỏ cháu không làm được cái chuyện la người lớn kia, nhưng cháu lại dùng người lớn này để la người lớn kia. Ghê không? Không đơn giản đâu đó. Cái tâm niệm này kinh lắm. Khi phước cháu đã giảm rồi thì còn nhỏ rất dễ thương, rất đẹp, nhưng lớn lên lại rất là xấu. Rất là xấu luôn. Nên muốn con cho mình lớn lên đẹp, dễ thương, có duyên có phước, thì còn nhỏ dù nó rất dễ thương nhưng phải đè phục cái tâm mình thương cháu lại. Giảm tối đa cái tâm mình thương cháu lại. Quý vị để ý có những đứa cháu còn nhỏ rất dễ thương, nhưng khi sau này cháu lại bị chết yểu. Là vì sao? Vì quá nhiều người thương. Hết phước và chết. Hết phước và chết. Ghê chưa? Nên nó gặp một đứa bé cực kỳ dễ thương nhưng mà đứa bé này lại lì, thì chúng ta phải hoàn toàn tránh xa. Để cho cháu một cái giá trị nhìn ra. Vì sao mọi người tránh xa con? Mọi người không thương con nữa. Vì con lì, con không biết nghe lời, nên mọi người tránh xa con. Mọi được người không thích con. Bây giờ con phải đàng hoàng lại. Con phải biết tôn trọng người lớn. Con phải kính trọng người lớn. Thì mọi người sẽ thương con và con mới có phước. Thì tự cháu sẽ nghĩ ra rằng bây giờ mọi người không ai thương mình, không ai cho kẹo mình. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Làm một đứa bé dễ thương, làm một đứa bé ngoan. Chỉ cần cha mẹ kêu thưa hỏi là thưa hỏi liền. Cha mẹ kêu cái gì là làm nấy liền. Tức khắc đứa bé này có phước duyên, tăng trưởng phước duyên lại. Nhưng đừng để cho người quá thương yêu, quá chiều chuộng cháu. Vì thương yêu và chiều chuộng cháu là một cái cách để hại cháu. Cái cách để hại cháu. Và cũng đừng bao giờ bỏ rơi cháu quá, nhưng cũng đừng bao giờ quá thương yêu cháu. Có khi mình lại quá thương người ta, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Rồi lúc mình nghiêm khắc với người ta, người ta cảm thấy rằng người ta được quan tâm. Hiểu chưa? Hai điểm này phải kết hợp thì mới thành công. Còn nếu như quá thương người ta mà để cho người ta ỷ lại thì mình đang đẩy người ta vào cái nẻo cục của cuộc đời. Mà nếu mình quá xa rời người ta thì người ta cảm thấy người ta bị bỏ rơi, cuộc đời người ta không có điểm nương tựa, thì đây mình cũng hại người ta luôn. Nên hai điểm kết hợp là thương và nghiêm khắc, nó phải kết hợp. Nhớ đó. Thương chồng, thương vợ, thương con, thương học trò, thương đệ tử, thương thầy, đều là một nguyên lý. Nó đều là phải hoàn toàn, đừng nên quá chiều chuộng. Quá chiều chuộng cũng không được. Phải nhớ đó. Nó nên từ nơi đó, những đức thấy rõ ràng. Lúc trước những đức ở trên Đà Lạt, có một cô này, cô lớn tuổi, cỡ mẹ những đức vậy nè. Cô quý thương những đức lắm. Cô thấy những đức trong chùa lo việc cực quá, cô thương những đức vô cùng. Cô không có con. Cô rất quý thương những đức. Đến nỗi mà đồ ăn, thức uống của những đức là cô trực chờ để cô lo, cô bưng lại, cô phải lo từng chút từng chút. Mà cô làm đồ ăn rất là nhiều. Những đức nhìn đồ ăn nhiều quá, giết những đức không ăn, giết những đức ấm nhơm luôn. Nói rõ chưa? Thì có những đứa con mà mình nuôi ấy, giống như mình cho nó ăn nhiều mà tại sao nó ốm, nó bệnh, là vì không có giờ giấc và quá đáng đối cái chuyện cho ăn nhiều quá. Nhiều đồ ăn đem ra quá nên nó ăn không được. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình lo, mình phải khéo léo, phải biết để giữ phước cho các cháu nhỏ này nè. Các con nhớ nghe, mình mà có duyên có phước là các con đi đâu cũng thành công. Thiếu duyên thiếu phước là các con hoàn toàn thất bại. Những đứa mà còn đi ra tới ngoài chợ ngoài á, mà nhờ mấy cô đi theo rồi xong lựa heo mua cho các con. Mà những đứa nói á, con trai thì tặng heo đực, một con gái thì tặng heo cái. Con coi á, nghĩ đến mức như vậy cho các con luôn còn gì nữa. Các con hỏi là ủa heo, heo đực, heo cái là sao biết thầy? Thì những đứa mua con heo già, heo cao, heo dài là heo đực.
Còn những đứa mua mấy con heo mà trang điểm là heo cái. Hiểu chưa? Heo trang điểm là heo cái. Còn heo đực thì nó không có trang điểm. Thấy không? Đó, phải lựa vậy đó. Để tặng các con đó, thấy không? Rồi tặng thêm cái máy niệm Phật để cho các con á. Đó, đây là món quà thầy Đức tặng mình. Quý. Đi đâu cũng bật điều niệm Phật, hoặc là trước khi ngủ bật điều niệm Phật lên niệm thầy Đức chút nè. Các con đó là cái điều mà những món quà tặng quý. Các con biết rằng người ta tặng quà cho mình là người ta quý mình. Mà mình nhận quà người ta mà mình không trân quý là các con đang đá đổ tình cảm người ta dành cho mình. Thấy không? Mà tình cảm thầy mà dạy mình mà dành cho mình mà mình đá đổ là tổn phước lớn. Thí dụ như bây giờ một người bình thường bạn bè đi mà tình cảm đó mà tặng quà đồ mình hơi bê tha một chút nó còn tổn phước ít. Nhưng nếu như mà người thầy quý mình lo cho mình mà mình đá đổ tình cảm đó là tổn phước rất là lớn. Tổn phước rất là lớn luôn. Tại cái tâm ta lớn, ta dành cho mình lớn mà mình lại không xem trọng là tự nhiên mình tổn chứ thì sao. Đó. Nên từ nơi đó mà món quà như Đức tặng cho các con tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất là quý. Nó có ý nghĩa đó. Ví dụ như bây giờ cha mẹ các con, gia đình mình không giàu, các con đi học con để đó 2 ngàn 2 ngàn, nửa năm sau các con đem ra con đếm từng 2 ngàn 2 ngàn 2 ngàn, con gửi cho ba cho mẹ, con phụ trợ gia đình mình nghe nó. Qua cả tới ngày sinh nhật của các con đi, các con mua cái bánh kem, các con đãi ba đãi mẹ đãi anh chị em trong gia đình, chứ không phải là đem tiền này đi đãi bạn bè, không phải. Trước nhất phải là cha mẹ rồi gia đình của mình, đây là cái quan trọng nhất các con phải nhớ đó. Đó là cái cách mà làm cho cha mẹ các con rất là vui. Khi cha mẹ đã vui rồi thì phước các con rất là lớn. Nghĩa là cha mẹ mà vui với mình là phước mình rất lớn. Người thầy mà vui với mình là phước mình rất lớn. Mà người thầy không vừa bụng mình là tự nhiên phước mình tổn liền. Hả? À, chứ thì sao? Ví dụ gì những đức nhiệt liệt ở chùa chiền này, những đức lo việc hòa thượng vui là tự nhiên đó là một cái gốc để thành đạt cho những đức. Nếu như những đức làm hòa thượng buồn là đang đoạn cái gốc của những đức thì sao những đức thành công? Nên cái học tập mình phải hiểu. Nên cái tâm cung kính học tập á, các con đi vô trường học các con sẽ học rất nhiều thứ hay. Nhưng không có tâm cung kính rồi các con không có học được cái gì đặc biệt đâu. Những đức nói thiệt đó. Những đức nói các con biết chứ. Những đức học tập á, nhìn những đức vậy nhưng mà những đức biết cái tâm cung kính lắm á. Nên những đức học rất là nhanh luôn á. Người ta thì làm hình thức cung kính, những đức lại là con người rất bình thường nhưng có tâm cung kính. Nhìn vào cái cung kính hiểu biết cái giá trị đặt từ tâm là chỗ nào, chứ không phải những đức hiện cái hình tướng bên ngoài. Những đức lại thật sự có tâm cung kính. Ngày xưa những đức đi vô chùa học chỉ có 5 năm thôi, mà những đức ra trường, những đức đi xuống đây là những đức làm hết tất cả việc được luôn đó. Những gì người thầy đó là những đức là học giống hệt luôn, làm giống hệt, thuyết pháp giống, cách làm giống, điều chỉnh nhiều cái lại còn hay hơn nữa. Thì các con biết cái tâm cung kính những đức cỡ nào mà học tập chưa? Và có tính thẳng thắn, thẳng tính, và có tâm cung kính để học, không mù quáng, rõ ràng chưa? Cái đó là cái mà quan trọng từ cái tâm của mình á. Rồi đi xuống đây những đức cùng với hòa thượng, thấy không? Nó có những cái những đức không phải hòa thượng, chỉ cần gầy sắp xếp những đức sẽ điều chỉnh lại liền. Đó là cái học tập mà gần gũi người mình sẽ học được rất nhiều. Thí dụ như các con vô đây mà thiếu tâm cung kính không có học được. Thiếu tâm cung kính là không có học được đâu. Thí dụ như một số cháu mà ngồi mà quay mặt về hướng kia, các con mai mốt kinh nghiệm là các con quay lại đấy. Dạy gì ai mà quay về cái hướng kia, có gặp thầy giảng đâu mà quay về hướng kia. Thì ngồi nghe nó không có cái cảm giác bằng là mình quay về hướng này. Các con có quyền quay lại chứ. Ai kêu các con quay về các bạn kia làm gì để hai đứa nói chuyện. Hiểu chưa? Mình quay về đây nè để coi thầy giảng đồ sao, cái cách diễn đạt thầy sao, để mai mốt á mình học theo, mình nói chuyện với mọi người. Thí dụ như giờ các con coi những đức nói chuyện nhiều người coi vậy, tại sao các con không để ý? Không để ý đi, sau này sự diễn đạt của mình hay hơn. Khi mình nói chuyện trước công chúng, trước mọi người, sự diễn đạt mình thu hút. Hiểu không? Các con nhớ nè, trước chỗ đông người mà diễn đạt nhiều người thích mình, đó là duyên phước mình rất là dày, mình mới thành công được như vậy. Nhớ. Nó nên phải có tâm vậy đó. Các con sau này lớn lên phải tập có cái tâm gì người ta, nghĩ gì người ta, phải thường nghĩ nhiều gì người ta thì phước mình rất là lớn, duyên mình rất là dày. Đó. Nên á mà bữa nay những đức mua cho các con mỗi đứa ổ bánh mì.
với ông bà cha mẹ con của đồ ổi mì. Mì này ngon lắm nghe, như nó thích ăn ổi mì này lắm nè. Ổi mì này không phải bình thường đâu các con, làm công phu lắm á. Ở trong nó có bơ hay sữa gì trong đây nè, mà xung quanh bánh mì này nó làm mềm sụm mà ngon lắm, ăn rất là ngon luôn. Ăn mà ngon đến mức mà gặp ổ bánh mì là mình thèm muốn chảy nước miếng. Thấy chưa? Con biết á, Nhận Đức nếu mà làm cái nghề quảng cáo á, thì nhất định ta sẽ mua đồ đắt lắm. Ta nghe Nhận Đức nói chuyện là ta thèm luôn á, phải là mua đồ ăn đó các con. Nó thì các con tập đi, tập sau này cái động tác nói chuyện mình là chân thật, hiểu không? Các con biết rằng á, mình chỉ cần coi một bộ phim thôi, mình cũng nhìn nhân vật nào để cần học nè. Nếu như các con là người thông minh, coi bất cứ một loại phim nào, các con cũng là biết nhân vật nào để cần học. Vì mỗi một bộ phim nào nó cũng có thiện và ác hết. Các con đặt vai trò vào ác rồi cuối cùng được cái gì? Các con đặt vai trò là thiện cuối cùng được cái gì? Thì các con khi coi một bộ phim, các con cũng biết mình ở vai trò nào để thành đạt về sau, hiểu không? Và vai trò nào là có hậu khi cuối đời, mình nhìn ra liền. Vậy thì chúng ta chọn điểm nào để phát xuất cái tâm mình học tập. Thiện thì cuối cùng tự nhiên nó vẫn có hậu, ác thì cuối cùng rất là khổ đau, đúng không? Đó, rõ ràng rồi. Các con nhớ nè, mình thiện dù là cuộc đời mình gian nan lắm, nhưng mà cuối đời mình nó lại có kết quả rất là tốt, lưu danh cho hậu thế luôn. Thí dụ như á, hiện tại ở bên Trung Hoa có những cái câu chuyện người ta có thể mấy trăm năm rồi mà câu chuyện này vẫn là những bài học về thiện ác sâu sắc, nhưng nhiều người có do người ta không để ý thôi. Nhất là câu chuyện của Nhạc Phi và Tằng Cói. Nhạc Phi là một người tướng rất là tốt đối với dân, đối với nước. Khi ông mất đi, dù bị Tằng Cói hại ông, nhưng các con nhớ nghe, tuy là Nhạc Phi bị hại nhưng Nhạc Phi được làm tượng và thờ cúng đàng hoàng luôn ở Tây Hồ. Cái nơi du lịch rất là lớn bên Trung Quốc ở Tây Hồ mà thờ tượng của Nhạc Phi. Còn Tằng Cói, vợ Tằng Cói và những người hại Nhạc Phi, người ta cũng làm tượng, nhưng người ta làm một cái hàng rào sắt bao xung quanh như đang bỏ tù họ. Và trải qua thời gian mấy trăm năm và tượng này được sửa sang lại, tính ra thời gian 6-7 lần, tượng bằng đá, bằng sắt mà vẫn bị người ta đập phá và chày đầu, bể đầu, gãy tay. Và qua từng đời tiếp tục sửa lại và tiếp tục bị quýnh nữa. Và người ta lại làm lấy những đồ dơ giấy liền vứt vô mặt, đánh đập cái tượng. Thì các con biết rằng là Tằng Cói và vợ Tằng Cói và những đồng bọn của Tằng Cói hại Nhạc Phi là đọa lạc không có ngày ra. Đó là không có ngày ra luôn. Vì cái tâm bất thiện người ta dành cho họ, người ta cũng đạo nghiệp, mà chính cái hình tướng của họ làm người ta phát tâm bất thiện, thì họ đọa lạc sau. Người ta phát tâm bất thiện cũng đọa lạc. Nhân quả nó kinh chưa. Còn Nhạc Phi, nếu ông lên chờ thì tức khắc từng chờ ông lên càng cao. Vì mỗi người khi nhìn Nhạc Phi sẽ học được cái gì? Trung quân ái quốc. Thấy không? Bài học có giá trị sâu sắc về định luật nhân quả vô cùng. Nhiều người chúng ta khi các con nhìn một pho tượng đang đứng giữa đường mình đi, thí dụ như đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Bỉnh Khiêm, thí dụ như các con đi, các con thấy những tượng mà có những đoạn đường có tên người đó, thì các con là người khéo học tập tra lịch sử người này như thế nào. Tại sao người này lại được ghi trên đoạn đường mình đi là tên đường đó Nguyễn Trần Hưng Đạo? Tại sao lại ghi ra Trần Hưng Đạo? Khi các con coi lịch sử thì con sẽ hiểu mình sẽ làm sao, mình sẽ học người này như thế nào. Trần Hưng Đạo ngài rất là có công, rất có công, rất là giỏi, nên người ta ghi tên của ngài trên đoạn đường đó để làm gì? Để mọi người đi lên đoạn đường đó và nhớ người anh hùng này, người có công với đất nước này. Mà mỗi một con người đi trên đoạn đường này phải học theo cái hành động và cái giá trị của con người này. Đó là đang đi trên đoạn đường Trần Hưng Đạo. Hiểu không? Đâu có dễ tự nhiên người ta ghi cái tên mình vô con đường. Có ai ghi Hồ Văn Hiền vô con đường đó không?
Không có, không có làm được gì chứ sao ghi. Hiểu không? Ha. À, nói vậy thì các con nên có cái góc độ học tập cực kỳ sâu sắc. Hiểu chưa? Học tập đây là cực kỳ sâu sắc luôn. À, nếu mà các con có khả năng học tập thì thôi, các con học quá phong phú, con quá thông minh luôn. Sách vở các con chỉ cần khảo sát sơ thôi, có cần phải gọi là nặng nề đầu óc gì đã học được hơn người à. Tại vì sao? Cái khả năng học tập của các con nó quá nhạy bén đó. Nên những đứa nói từng cái câu chuyện các con nghe vậy thôi thì các con thấy nó đặc biệt vô cùng chưa. Thí dụ như bây giờ các con còn nhỏ ngoài đời đi, tuyệt đối các con đừng có bấm điện thoại lên coi những cái hình ảnh mà đòi trị này kia ở trên mạng. Hoặc đừng có nên nghe những cái tiếng mà nói ở trên những cái trang mạng mà không tốt. Đừng có phan ấy, đừng có dính dáng cái mặt cái việc đó. Thì các con sau này cái đầu óc các con rất là thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Vì nó đâu có đem những cái thứ bẩn nó để vào đầu óc. Nó làm cho đầu óc các con sạch. Mà cái đầu óc nó sạch rồi thì trí tuệ nó phát sinh liền, chứ không nói vòng vo chứ. Hiểu không? Nó, nếu như mà các con nghĩ là tương lai thành đạt về sau, nó rất là lớn. Nó thành đạt rất là lớn về sau luôn. Đó. Vậy thì phước duyên các con phải dày, phải tăng dày cái phước duyên lên. Ví dụ như bữa nay đi về chùa nghe, hình như hồi chiều những đức có cho đi mua mấy cái cầu đánh, cầu lông, cầu gì đó. Có không? Có cầu đá đúng không các con? Cầu đá hình như là ai cũng dường đó, chứ không phải những đức mua. Mà những đức mua cầu đánh nè, với mấy trái banh. Có banh không các con? Mà banh mũ phải không? Hả? Banh da nguy hiểm. Banh da lỡ đá trúng vô lỗ mũi, gãy lỗ mũi. Nên những đức kêu mua banh mũ á, chơi có gì đá trúng cũng không sao. Nhưng mà banh da mấy thằng trai nó đá mạnh quá, nó suốt một phát, thấy không? Dính vô cái bụng toàn ten luôn nghe. Đó thì các con thấy không, mình về đây á, mình được có một hoàn cảnh nè, rồi mình được vui vẻ nè, rồi các con được cái cuộc sống nhân sinh nè, nên á những cái người trưởng đoàn làm sao giúp cho các cháu đến sớm sớm một chút, cố gắng đi. Tội nghiệp các cháu quá, một tuần lễ các cháu học căng thẳng quá, cho các cháu đến sớm một chút cho nó vui chơi. Rồi vài bữa như đức mua cho các con thêm chiếc xe điện nữa, nghe không? Nhà chùa mình có một chiếc, mua thêm chiếc nữa ha. Nhà đức cũng mua cho bên Đại Tùng Lâm thêm chiếc nữa cho các cụ già, tại Đại Tùng Lâm nó rộng. Có nghĩa là cả cuộc đời con người mình quan niệm mong cho người khác được đầy đủ á con. Bây giờ nhà đức đọc tên nè, Nhận Đức. Nhận Đức đọc tên nè nghe, lên đây nè. Đào Thị Phương Anh 11 tuổi, Nguyễn Ngọc Hiền 49 tuổi, Trần Thị Kim Quy 47 tuổi, Lê Ngọc Hoàng 8 tuổi, Đặng Nhất Nghiêm Đồng 11 tuổi, Cô Liên Xuân 47 tuổi, Trương Thị Quỳnh Chi 11 tuổi, Nguyễn Quân 8 tuổi, Đặng Thành Đạt 17 tuổi, Nguyễn Hoàng Hải Đăng Hải Băng, Nguyễn Hoàng Hải Băng 15 tuổi. Đó là 10 người nghe, hôm nay sinh nhật. Con cái này là con cúng dường Tam Bảo, con nói làm sao? Dạ. Hôm nay ngày sinh nhật của con, con có chút đỉnh tiền con gửi thầy làm sinh nhật cho con, bỏ vô thùng Tam Bảo luôn. Hồi hướng cho cha mẹ con, cầu an cho cha mẹ con nha. Rồi cho chàng pháo tay nghe. Rồi đây con gái tròn vo, mặt dễ thương ghê, cho con cái máy niệm Phật làm quà con đó nghe. Rồi con trai đâu? Nè con nói lại. À vậy Đà Phật, con có chút những tiền sinh nhật của con cúng dường cho chùa trong các cụ già. Hồi hướng công đức cho cha mẹ con. Hồi hướng công đức cho cha mẹ con. À cho chàng pháo tay nghe. Nhớ
không có lý do là đem tiền lên đây rồi mới được vỗ tay, mà là vì con có cái lộc nên con nói được vài câu đó thì vỗ tay ké chung hết trơn. Chứ các cháu các không có tiền không có được buồn, các con không có tiền không có quan trọng việc này, chỉ cần các con vui thôi, các con đừng có gì. Cái chuyện các bạn có tiền cúng dường, mình không có tiền mình ngại, các con mà có tâm này là không có đúng, nghe chưa. Các con phải tùy hỷ cái tâm các bạn, người ta làm được cái việc đó. Còn mình không có tùy hỷ, không có bao giờ ngại, nghe chưa. Nhớ đó, A Di Đà Phật. Đây, cái này là con heo đực, nó dài thòn, nằm ngủ đưa cái mông lên. Đây, với cái máy niệm Phật nghe con. À, con trai nữa đây nè con. À, con trai nè con. Đây, con heo. Đây, cái máy niệm Phật cho con nghe. Con làm quà cho con đó. Đây, con gái. Ồ, con heo này dễ thương ghê nghe. À, đây, món quà cho con nữa nè. Đây là con gái nữa nè. Gái là đây. À, món quà cho con. Đây. Mỗi lần con nhìn con heo giống như con thấy thầy Nhẫn Đức vậy đó. Thấy vui ghê thấy không? À, vậy đó là nè, mà nhìn thấy con heo là niệm Phật liền, A Di Đà Phật liền, nghe chưa. À, đây con heo. Rồi đây. Con gái đâu? Ở đây con. À, đây. Rồi, đây. Cái máy niệm Phật. Đây. Đây cái máy niệm Phật này cô. Rồi, còn mấy cô kia. Đây. Ồ. Được heo hết nè. Hồi sinh nhật này vui nghe. À, sinh nhật này rất vui. Đưa con heo cái rồi. Thiếu con heo cái. Đưa heo đực trước đi. Heo đực đưa cho cái thằng trai lại đây con. Đây. Trời ơi con heo này nghe. Con nhớ nghe, bỏ ống heo để dành phụ cha mẹ bằng tấm lòng của mình. Nhớ đó. Ừ. Rồi để chờ một chút còn con heo cái nữa. À, heo mẹ luôn. Sau này heo tùm lum. Chùa mình á mấy heo cũng dễ thương ghê kìa. Mỗi ngày niệm Phật lắm á con, mấy heo nó niệm Phật lắm. thấy ý nghĩa thấy vui ghê không? Đây. Đây à. Rồi đây, món quà. Bây giờ chúng ta cùng chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu. Ai chúng ta cũng còn cha còn mẹ hoặc mất cha mất mẹ thì chúng ta cầu an cho người cha mẹ mình còn sống, cầu siêu cho cha mẹ mình đã mất nghe. Chúng ta thành tâm thành ý niệm 10 câu Phật hiệu đây. A Di Đà Phật. 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 À, chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, các con đi đến chùa chúng ta được niệm Phật nè, rồi được nghe thầy chia sẻ Phật pháp, rồi xong mà được phóng sanh nữa nghe. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống luôn luôn được bình an và tất cả chúng sanh được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người mắc chưa được siêu thoát. Và trong đó có cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ của mình. Và những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai nghe, đều được thừa hưởng những công đức này. Và được khi hưởng công đức rồi thì biết niệm Phật, biết tu hành để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các con đi đến chùa được phóng sanh thì từ con ruồi, con muỗi, con kiến con không được giết nè. Mình giết nó vì nó muốn sống, mình cũng muốn sống. Mà mình giết nó là mình có tội, mình sẽ bị bệnh, mình sống không có được vui, nghe không? Nên mình sống phóng sanh là mình sẽ được vui vẻ. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh,
quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. À, các con đồng niệm Phật vỗ tay hoan hỷ vui vẻ để thả chim nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn vui vẻ an lạc nhé. A Di Đà Phật.